Chiều ngày 6 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh công bố đã điều trị thành công cho hai bệnh nhân mắc COVID-19. Đây là hai trường hợp nhiễm bệnh tại Tây Ninh được Bộ Y tế công bố kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22 tháng 3 vừa qua. Chúng tôi khi nhận nhiệm vụ là điều trị hai cái bệnh nhân này thì nói chung là tinh thần của cả khoa là không nao núng mà phấn chấn và quyết tâm để điều trị. Trong thời gian điều trị thì nói chung là tụi tôi cố gắng hết mình những gì làm tốt nhất cho bệnh nhân để đạt được cái mục đích cao nhất thì tụi tôi hết lòng. Đến ngày hôm nay thì bệnh nhân này đã khỏi bệnh thì nói chung là niềm vui của tập thể khoa là cũng rất cao và nói chung là tinh thần của anh chị em thì ổn định và rất tốt. Người thứ nhất là anh THT, 30 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, làm nghề công nghệ thông tin. Từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2020, anh T đi du lịch ở Campuchia, lưu trú tại khách sạn Infinity, thành phố Phnom Penh. Ngày 16 tháng 3, bệnh nhân phát bệnh với triệu chứng sốt, ho, kèm khó thở, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Ngày 19 tháng 3, anh T về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh, có khai báo triệu chứng và được Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cách ly, điều trị và lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy anh T dương tính với SARS-CoV-2. Người thứ hai là chị THL, 23 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ngày 19 tháng 3, chị L từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Tại cửa khẩu, kiểm dịch viên phát hiện bệnh nhân có sốt, ho, kèm cảm giác khó thở. Trong ngày này, chị L được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh cách ly, điều trị, lấy mẫu. Kết quả cho thấy, chị L dương tính với SARS-CoV-2 và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Sau 19 ngày cách ly, điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định. Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hai lần đều cho kết quả âm tính. Khi tiếp xúc với người bệnh thì lúc nào mình cũng coi người bệnh như là người nhà, người thân của mình để mình cố gắng mình điều trị cho khỏi bệnh. Thì khi về đến gia đình thì mình cũng ráng cố gắng để mình hạn chế tiếp xúc với người nhà mình để không phải ảnh hưởng đến dịch bệnh này. Đây là một bệnh nguy hiểm ở ngoài xã hội nên mong rằng mọi người ở ngoài cộng đồng xã hội nếu có những cái yếu tố bệnh lý như sốt, ho, khó thở thì đến khai báo y tế hoặc là đến khám ở những cái cơ sở gần nhất để có những hướng xử lý tốt hơn. Như vậy, sau 2 ca nhiễm COVID-19 tại Tây Ninh được xuất viện, tổng số ca được chữa khỏi tại Việt Nam đã lên con số 92 ca. Tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh Tây Ninh chưa ghi nhận thêm ca bị nhiễm COVID-19 nào nữa.